vụ bắt cóc cậu bé Charles Lindbergh Jr. gây rúng động nước Mỹ. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1932, hơn 2 tháng sau khi bị bắt cóc, thi thể của cậu bé Charles Lindbergh Jr., con trai của phi công nổi tiếng, anh hùng hàng không Charles Lindbergh, được tìm thấy gần nơi ở của gia đình cậu bé. Vụ bắt cóc chấn động nước Mỹ phi công Charles Lindbergh, người đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới 5 năm trước đó khi anh một mình hoàn thành chuyến bay qua Đại Tây Dương, từ New York đến Paris, vào ngày 1 tháng 3 năm 1932, cậu con trai 20 tháng tuổi của Lindbergh, Charles Lindbergh Jr., bị bắt cóc một cách bí ẩn khỏi căn nhà của gia đình Lindbergh ở New Jersey. Charles và vợ anh, Anne, đã phát hiện ra một tờ giấy đòi tiền chuột yêu cầu số tiền 50.000 đô la Mỹ, được viết bằng một thứ tiếng Anh khó đọc, trong căn phòng trống của đứa con mới 20 tháng tuổi. Kẻ bắt cóc đã sử dụng một cái thang để leo lên cửa sổ tầng 2 đang mở và để lại những dấu chân đầy buồn trong phòng. Cậu bé Charles Lindbergh Jr. tội ác đã thu hút sự chú ý của toàn thể quốc gia. Gia đình Lindbergh bị bùa vây bởi những lời đề nghị hỗ trợ và những manh mối sai lầm. Ngay cả tên trùm khét tiếng Đức Mỹ Al Capone cũng đề nghị giúp đỡ Charles tìm kiếm đứa trẻ, tất nhiên là với điều kiện trả tự do cho hắn. Trong 3 ngày, các nhà điều tra không tìm thấy gì và không có tin tức gì thêm từ những kẻ bắt cóc. Sau đó, một bức thư mới xuất hiện, lần này tên bắt cóc đòi 70.000 đô la, phải đến ngày 2 tháng 4. Những kẻ bắt cóc mới đưa ra hướng dẫn về việc nhận tiền chuộc, người đàn ông nhận tiền chuộc đã gửi kèm theo một ghi chú rằng đứa trẻ có thể được tìm thấy trên một chiếc thuyền tên là Nelly ngoài khơi bờ biển Massachusetts. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm khắp các cảng, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu nào của chiếc thuyền hay đứa trẻ. Tìm thấy thi thể cậu bé Charles Lindbergh Jr vào ngày 12 tháng 5, một cuộc tìm kiếm mới ở khu vực gần biệt thự Lindbergh đã tìm thấy thi thể của đứa bé. Cậu bé đã bị giết vào đêm xảy ra vụ bắt cóc và được tìm thấy cách nhà chưa đầy một dặm, gia đình Lindbergh quá đau lòng vì cái chết của đứa con, họ đã quyên tặng ngôi nhà cho tổ chức từ thiện và chuyển đi nơi khác. Bước ngoặt trong cuộc truy tìm kẻ bắt cóc bé Charles Lindbergh khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 1934, một chiếc xe Dodge màu xanh đậm đã tới trạm bơm xăng trên đại lộ Lexington ở Manhattan. Người quản lý Walter là bước tới chiếc xe và đổ đầy 5 gallon xăng. Người lái xe trả cho là 10 đô la Mỹ là nắm lấy tờ tiền với đôi tay đầy dầu mỡ của mình khi mắt anh nhận ra điều gì đó bất thường. Người lái xe đã đưa cho là một tờ tiền giấy được lưu hành từ năm 1863 tới 1933 đến năm 1934. Loại tiền này dần bị rút khỏi hệ thống lưu hành, được chính phủ mua lại, cho nên nó khá là hiếm loa nhớ lại cảnh báo của công ty anh ta rằng những kẻ làm giả có thể cố gắng sao chép loại tiền giấy này. Vì vậy khi chiếc Dodge năm 1930 rời khỏi nhà ga, La đã viết nguyệt hoặc biển số New York của chiếc xe 4U1341 trên lề của hóa. Đơn, 3 ngày sau, sau khi trạm dịch vụ gửi tiền, tờ tiền bất thường đã lọt vào mắt của một nhân viên giao dịch tại chi nhánh Harlem của ngân hàng Coin Exchange, người đã kiểm tra số series của nó và phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc. Tờ tiền này hóa ra có liên quan đến tội ác của thế kỷ. Nó là một phần của khoản tiền chuộc trị giá 70.000 đô la Mỹ trả cho kẻ bắt cóc Charles Lindbergh Jr cậu con trai 20 tháng tuổi của người hùng nước Mỹ đã hoàn thành chuyến bay một mình đầu tiên xuyên đại Tây Dương, Ocean, vào năm 1927. Bước ngoặt trong cuộc truy tìm kẻ bắt cóc bé Charles Lindbergh dẫn đến việc bắt giữ Bruno Hoffman ngân hàng ngay lập tức thông báo cho các nhà điều tra liên bang. Họ đã truy tìm biển số xe ghi trên hóa đơn và lần ra một thợ một nhập cư người Đức tên là Bruno Richard Hoffman, người sống trong một khu dân cư yên tĩnh. Nhiều cây lá ở Bruns, cuộc điều tra Bruno Hoffman sáng hôm sau cảnh sát và các thám tử liên bang theo dõi họp qua ống nhòm khi hắn rời căn hộ của mình và lùi chiếc xe Dodge ra khỏi nhà để xe, thấy biển số xe trùng khớp. Cảnh sát ngăn họp lại và tìm thấy một tờ tiền giấy trị giá 20 đô la Mỹ trong người anh ta. Tờ tiền này được xác định cũng nằm trong phần tiền chuột trả cho những kẻ bắt cóc. Cuối cùng, sau hàng chục nghìn giờ làm việc và hướng điều tra sai lầm, vụ bắt cóc bé Charles Lindbergh cũng đi đến hồi kết. Ngày hôm sau, nhà chức trách khám xét nhà để xe của họp và tìm thấy 13.750 đô la Mỹ tiền chuột được giấu bên trong một can dầu. Bẩn, được nhét trong một gói bên trong tường, và trong một cái lọ ngâm đất nung được chôn dưới sàn nhà để xe. Hartman khẳng định anh ta không có liên quan gì đến tội ác gây rúng động nước Mỹ. Manh mối duy nhất còn sót lại là dấu chân lầy lội dẫn đến cửa sổ không khóa, một chiếc thang gấp tự chế để lại gần nhà, và một tờ giấy đòi tiền chuột trên bộ cửa sổ Bruno Hartman bị bắt chuyện gì đã xảy ra với cậu bé Charles Lindbergh. Junior khám nghiệm tử thi cho thấy một hộp sọ bị nứt và các nhà chức trách đưa ra giả thuyết rằng kẻ bắt cóc đã vô tình đánh rơi cậu bé khi leo xuống thang học mền phủ nhận mình là hung thủ. Anh ta giải thích rằng anh ta đã được một đối tác kinh doanh đã qua đời cho tiền và đã tích trữ tiền dựa trên kinh nghiệm sống ở Đức sau thế chiến thứ nhất. Tôi sợ làm phát, anh ta nói với cảnh sát, tôi biết làm phát ở Đức là như thế nào và tôi đã không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Những người hàng xóm đã nhận thấy mền đột ngột ngừng làm việc vào năm 1932. Anh ta nói với họ rằng anh ta đang kiếm tiền ở phố Wall. Mặc dù rất ít người có việc làm tại phố Wall trong thời kỳ đại suy thoái, tin tức về vụ bắt giữ mền bị rò rỉ nhanh chóng, đám đông hiếu kỳ đổ dồn về nhà của mền. những người bán xúc xích tranh thủ cơ hội kinh doanh trên vỉa hè và những chiếc máy bay đưa tin lượng vòng phía trên để thu thập cảnh quay tổng hợp từ history.com bởi Lê Thu Nga.